Trạm kiểm dịch động vật huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh vừa tiếp nhận lô hàng hơn 500 kg nầm heo đông lạnh gắn nhãn mác Trung Quốc từ cảnh sát giao thông đội An Sương bàn giao lại. Trước đó, xe tải do tài xế Lưu Minh Tiến điều khiển vận chuyển hơn nửa tấn nầm heo đông lạnh. Khi đến khu vực cầu vượt An Sương thì bị lực lượng cảnh sát giao thông đội An Sương chặn lại. Kiểm tra phát hiện số nầm heo đông lạnh được đóng trong thùng xốp có mang nhãn mác Trung Quốc, không có giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật. Ngoài ra, phương tiện vận chuyển không phải là xe đông lạnh. Làm việc với cơ quan chức năng, tài xế Tiến cho biết chỉ là người chở thuê, không biết chủ hàng là ai và địa chỉ nơi đến của lô hàng. Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với tài xế và đồng thời buộc tiêu hủy lô hàng.